Shinkai Makoto, người được mệnh danh là phù thủy của những nỗi buồn. Trước khi trở thành một nhà làm phim, một tiểu thuyết gia và đạo diễn, ông được biết đến là nhà thiết kế đồ họa xuất thân tại quận Minamisaku, Nagano, Nhật Bản. Những tác phẩm của ông thường được bao phủ bởi những nỗi buồn, nhưng buồn một cách tinh tế, đan xen trong đó là những chiêm nghiệm về hoài niệm, những suy tư về giá trị cuộc đời. Nếu bạn là người đã đắm chìm với những tác phẩm như 5cm trên giây, Your Name, Weathering With You, hay gần đây nhất là Suzume no Tojimari, thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua cái tên The Garden of Words, hay còn được biết đến ở Việt Nam với cái tên Khu Vườn Ngôn Từ. Vậy những gì xảy ra trong Khu Vườn Ngôn Từ có gì hấp dẫn mà thu hút nhiều người xem đến vậy? Hãy cùng Anime Rewind chúng mình tìm hiểu trong video lần này nhé! Cảnh báo video sẽ có một số chi tiết spoiler, hãy cân nhắc kỹ càng trước khi xem. Câu chuyện Khu Vườn Ngôn Từ kể về chuyện tình giữa hai con người ẩn sau những tiếng mưa rơi. Trong câu chuyện tình yêu được đan xen bởi sự thấu hiểu nỗi niềm, ước muốn và khát vọng của hai người. Xuyên suốt bộ phim, ta sẽ được thưởng thức những câu thơ được trích từ trong tập thơ Vạn Diệp Tập, kết hợp với những vẻ đẹp sâu sắc của vạn vật hữu tình xung quanh. Giới thiệu qua một chút về Vạn Diệp Tập cho anh em nào chưa biết. Đây là tập thơ quy tụ những tác giả trên toàn cõi Nhật Bản suốt 4 thế kỷ, từ hoàng đế, công chúa, vương phi, tướng lĩnh cho tới binh sĩ, nông dân, người đốn củi, kẻ ăn may, với gần 400 nhà thơ được định danh, còn lại là khuyết danh. Những câu thơ được ngâm lên trong Khu Vườn Ngôn Từ đều thuộc thể thơ Tanka, một trong 3 thể thơ truyền thống của Nhật Bản. Đối với những ai đã đọc cả tiểu thuyết, câu chuyện của Khu Vườn Ngôn Từ không chỉ là câu chuyện về tình yêu sau những cơn mưa, mà còn là góc tối trong hôn nhân của mọi gia đình, và nó sẽ ảnh hưởng đến con cái họ như thế nào với những đứa trẻ đang ở độ tuổi trưởng thành, hay sẽ ra sao nếu bạn trở nên quá nổi bật hơn so với mọi người xung quanh. Tuyến nhân vật trong tiểu thuyết cũng được mở rộng góc nhìn hơn thay vì chỉ gói gọn với 2 nhân vật chính như trong phim. Yukari Yukino, một giáo viên dạy môn ngữ văn 27 tuổi. Tuy nhiên, Yukari bị căng thẳng, stress vì vô tình vướng vào một vụ bê bối trong trường. Điều này đã khiến cô buộc phải nghỉ dạy. Yukari bị stress nặng đến mức cô trở nên sợ hãi việc phải đến trường dạy học. Hơn hết là cô mất cả vị giác của bản thân. Điều cô cảm thấy thư thái nhất là ngồi một mình ở công viên vào những ngày mưa. Akizuki Takao, một cậu học sinh 15 tuổi theo học tại ngôi trường Yukari đang công tác và giảng dạy. Cậu có một ước mơ to lớn là trở thành một thợ làm giày thủ công tinh xảo. Takao mắc chứng bệnh tự kỷ nên cậu thường trốn học vào những ngày mưa ra công viên, ngồi cặm cụi vẽ những bản thiết kế giày. Cả Takao và Yukari, hai người đều giống nhau và họ đều muốn trốn tránh một thứ gì đó. Họ đều gặp phải những khúc mắc trong đời sống của mỗi người. Với Takao là nỗi niềm về ước mơ làm thợ giày của cậu, với Yukari là sự mặc cảm, sợ hãi đeo nặng lên người. Và cả hai người đều thấy thích những cơn mưa rào mùa hạ. Cũng chính vì vậy đã giúp cả hai có cơ hội gặp nhau và dần dần viết lên câu chuyện tình yêu ẩn sau tiếng mưa rơi. Khi lần đầu cả hai gặp nhau, Yukari gần như không có một chút ấn tượng đặc biệt nào với Takao. Nhưng ngược lại về phía Takao, cậu lại có một ấn tượng mạnh với cô chỉ bởi một lý do rất đơn giản. Bởi vì cô ấy là một người lớn, người có thể hiểu rõ sự đời. Đặc biệt hơn cả, đó là thế giới mà cậu luôn mong muốn được sống. Bởi lẽ trong suy nghĩ của cậu lúc này, nơi cậu đang ở là thế giới của một đứa trẻ con. Nếu được đặt trong góc nhìn của người lớn, mọi thứ đều chỉ là ước mơ viển vông. Với Takao, Yukari như đang nắm giữ tất cả bí mật của thế giới vậy. Cả hai đều không hề quen nhau, dường như chính những cơn mưa hạ đã đưa cả hai con người với nhiều lo âu, luôn trốn tránh sự thật, trở nên thân thiết hơn, thấu hiểu nhau hơn và cảm thấy đồng cảm với những tổn thương của đối phương. Thậm chí Takao sẵn sàng tâm sự với Yukari về ước mơ của cậu. Đối với những người khác, công việc trở thành một thợ làm giày thủ công sẽ không bao giờ ổn định được cuộc sống sau này. Nhưng chỉ có duy nhất Yukari lại ủng hộ với ước mơ của cậu học sinh 15 tuổi. Trong mắt của Yukari lúc này đây, lại cảm thấy ngưỡng mộ Takao vì bản thân cậu mới chỉ có 15 tuổi nhưng lại mang một hoài bão để tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Còn bản thân cô dù đã ở cái tuổi 27, độ tuổi đã qua thanh xuân, khi đó họ đã là người từng trải trong cuộc sống. Nhưng bản thân Yukari lại muốn tìm một ai đó để làm điểm tựa, nhằm quên đi những cái khó khăn mà cô gặp phải. Kỳ lạ thay, người mà cô đặt làm điểm tựa lại chính là cậu học sinh kém mình tận 12 tuổi. Nhưng thực chất, ngay cả Yukari và Takao, người này chính là điểm tựa của người kia và những cơn mưa đã vô tình đưa cả hai lại gần nhau hơn. Với Takao, nhờ sự ủng hộ của Yukari mà cậu đã có thêm động lực để có thể tiếp tục thực hiện hoài bão, theo đuổi ước mơ trở thành một thợ làm giày thủ công. Và cũng nhờ những lần làm dư phần ăn mà Takao đã giúp Yukari dần lấy lại vị giác của bản thân, gần như quên đi sự sợ hãi bên trong.
Chính vì vậy, tuy cả hai không hẹn nhau, nhưng cứ vào những ngày mưa, họ lại gặp nhau tại công viên. Những cơn mưa dường như là cái cớ để hai con người đồng điệu ấy xích lại gần nhau. Âm ỉ sấm dội, cuồn cuộn mây trôi, mưa rơi trăng tá, để ta lưu người. Đây là những câu thơ mà Yukari đã ngân lên trước khi cô rời đi trong lần gặp đầu tiên của cả hai. Sấm vang lên, đột nhiên mây đen kéo tới. Băn khoăn chẳng biết hôm nay ngoài trời có mưa hay không, vì tôi muốn giữ người ở lại. Ở đây, tiếng sấm được mô tả là sấm dội, tạo cảm giác thần bí được sử dụng như một cách diễn tả nỗi sợ hãi của chủ thể. Bài thơ này là do cô gái ngân lên khi muốn níu giữ chàng trai, vì muốn ngăn chàng về mà cô thầm ước mưa hãy rơi mau. Có lẽ chính từ lúc này, cả hai đã bước vào cuộc đời của nhau một cách tự nhiên. Với Takao, cậu luôn ngóng chờ hình bóng của người phụ nữ dịu dàng đang nhâm nhi những lon bia cùng với những thanh sô-cô-la. Còn Yukari, cô luôn ngóng chờ hình bóng của cậu thiếu niên luôn cặm cụi vẽ thiết kế cho những đôi giày. Để rồi khi mùa mưa kết thúc sau 8 tháng ròng rã, cả hai luôn thầm cầu nguyện xuất hiện những cơn mưa rào để họ có cơ hội gặp nhau một lần nữa. Nhưng chính sự nhớ nhung đó đã phần nào giúp Takao thay đổi bản thân. Cậu mong muốn mình trở thành một con người mạnh mẽ, trưởng thành hơn để có thể bảo vệ và che chở cho người cậu yêu. Trong khoảng thời gian này, Takao cũng bắt đầu quay trở lại làm một học sinh cấp 3 như thường ngày. Cậu đi học, đi làm thêm. Cậu cũng dành phần lớn thời gian khi cả hai người không gặp nhau để có thể thiết kế cho cô một đôi giày. Cậu mong muốn rằng chính đôi giày này sẽ giúp Yukari cảm thấy thoải mái, tự tin hơn khi đi bất cứ nơi đâu. Thật vậy, chính tình yêu đã làm con người thay đổi, trở thành một con người hoàn hảo hơn. Tình yêu mà Takao dành cho Yukari chỉ đơn thuần là những hành động hết sức đơn giản, không quá cầu kỳ. Thứ họ cần là sự quan tâm và chân thành của đối phương dành cho mình, một thứ tình yêu hết sức thuần khiết. Dẫu sấm không vang dội, dù mưa chẳng tuôn rơi, chỉ cần em mong muốn thì ta sẽ chẳng rời. Tiếng sấm từ xa vọng lại, dẫu trời chẳng mưa, ta cũng sẽ ở lại nơi đây nếu như em níu giữ. Đây là những câu thơ đáp lại của Takao dành cho Yukari khi cả hai một lần nữa được gặp nhau. Cậu muốn cô hiểu rằng dù cô có ở đâu, ở phương trời nào, cô vẫn phải bước đi thật vững vàng. Vì tại một góc vườn nhỏ trong công viên, vẫn luôn sẽ có một người ngồi ở đây khi trời mưa. Bẵng đi một lúc, cơn mưa cũng bắt đầu ập tới. Nhưng nó cũng là điều kiện thuận lợi để cả hai có cơ hội ở gần nhau lâu hơn. Khoảnh khắc mà cả Takao và Yukari ở bên cạnh nhau tại căn nhà của cô thực sự rất ấm áp. Mỗi người một việc, người làm khô quần áo, người thì nấu ăn. Ngay sau đó chính là bữa cơm giống như một gia đình. Tuy những món ăn đó không có gì là đặc biệt, nhưng chính khung cảnh hạnh phúc đó kết hợp với giai điệu nhẹ nhàng khiến cho người xem không kìm nén được cảm xúc. Nhưng với phim của Shinkai Makoto, những phân cảnh như vậy chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Đỉnh điểm của sự cao trào là khi Takao thổ lộ tình cảm của mình với Yukari. Cũng là lúc cậu nhận ra đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng cả hai người được gặp nhau. Không khí xung quanh lúc này chỉ tồn tại những tiếng mưa rơi và chỉ tồn tại là những nỗi buồn đến từ cả hai người. Cho đến cuối cùng, Yukari cũng không thể dối lòng mình được nữa. Nét điềm đạm hàng ngày của cô cũng biến mất. Toàn bộ những nỗi lòng mà cả hai đã giữ kín bao lâu nay cũng được tiết lộ. Để rồi chính những cảm xúc đó là sức mạnh để hai người có thể tiếp tục bước trên con đường của mình. Phần kết của tiểu thuyết cũng có phần khác so với anime. Takao sau khi tốt nghiệp, cậu quyết định sang Ý du học để hoàn thành ước mơ của mình. Còn về phía Yukari, cô vẫn tiếp tục với công việc giáo viên của mình tại quê nhà. Khoảng thời gian này, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. Tuy nhiên họ vẫn tránh bàn luận về vấn đề cá nhân. Sau nhiều năm xa cách, cuối cùng họ cũng gặp lại. Takao thực hiện lời hứa năm xưa khi trao cho Yukari đôi giày cậu đã làm tặng cô. Trong manga, Yukari đã mang đôi giày này bước đi rất tự tin và cô coi nó như lá bùa may mắn trong cuộc đời của mình. Tình yêu của Takao và Yukari đã vượt qua được mọi định kiến về tuổi tác, địa vị và vượt qua mọi khoảng cách về thời gian. Nhờ tình yêu, Takao đã can đảm theo đuổi tiếp ước mơ của mình, quyết định trở thành một con người mạnh mẽ, có đủ bản lĩnh để bảo vệ, bao bọc và che chở cho người mình yêu. Và cũng nhờ tình yêu, Yukari có thể từng bước tự đi bằng chính đôi chân của mình, cho dù là đôi chân trần giúp cô gạt bỏ được mọi sự sợ hãi, xấu hổ và tự ti. Câu chuyện tình yêu đằng sau những tiếng mưa rơi còn được trải thêm một chút màu xanh, biểu hiện cho sự thay đổi tích cực, vượt qua mọi định kiến trong tình yêu và tìm lại bản thân của hai nhân vật. Khu vườn xanh trong công viên là nơi để họ có thể thổ lộ những điều khó nói. Không gian xung quanh lúc bấy giờ dường như đã tiếp thêm sức mạnh để câu chuyện tình yêu này vượt qua mọi khuôn khổ, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Khi yêu, con người không phân định về địa vị, không phân định về tuổi tác và không bị chi phối về khoảng cách.
tác giả đã cho thấy tình yêu cần có sự đồng điệu, mở lòng để hiểu nhau hơn và đặc biệt là sự chân thành. Tình yêu không cần phải giàu sang, xa hoa, mà đơn giản là từ những hành động quan tâm lẫn nhau. Tình yêu là sự nhung nhớ, luôn nghĩ cho đối phương, vì đối phương mà dần hoàn thiện mọi mặt, trở thành một phiên bản mới mẻ và hoàn hảo nhất. Bên cạnh khía cạnh về tình yêu, khu vườn ngôn từ còn giúp người đọc hiểu được các vấn đề mà hầu như ai cũng gặp phải trong cuộc sống thường ngày, đó là đánh mất bản thân và sự loay hoay trong cuộc sống. Hơn hết, để bản thân không bị cuộc sống vùi dập, bạn hãy xác định được con đường mà mình muốn bước tiếp. Hãy tìm cho mình một động lực để bước tiếp. Hãy tự tin vực dậy bản thân để không còn bị gò bó trong những sự mông lung, loay hoay của cuộc sống. Bên cạnh đó, đặc biệt là giới trẻ, đừng vì một chút nản lòng mà vội bỏ đi những hoài bão của bản thân. Hãy trở thành một con người bản lĩnh, dám đối mặt với mọi thử thách, vì cuối con đường thử thách ấy chính là sự thành công. Đừng làm kẻ yếu đuối tự ti, vì chẳng thể nào khiến bạn cảm thấy tốt hơn và cảm thấy thoải mái hơn. Thay vào đó, hãy để cuộc sống của bản thân phủ đầy một màu xanh của hy vọng, luôn ngập tràn hạnh phúc và bình yên. Và đó là những gì chúng mình cảm nhận được và học được sau khi xem xong Khu vườn ngôn từ. Vậy cảm nhận của mọi người như thế nào về bộ phim này? Có giúp các bạn gợi nhớ lại những kỷ niệm nào đó hay không? Và theo bạn, đâu là tác phẩm mà bạn yêu thích nhất của vị đạo diễn Shinkai Makoto? Nếu muốn chúng mình làm tiếp về những bộ phim khác của Shinkai Makoto, hãy để lại bình luận ở phần comment phía dưới nhé! Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!